nay mình lại làm clip thay cái mặt kính của con Samsung A20s nha các bạn. Dòng xe A20s này cũng mới ra đây thôi nha các bạn. Đây con này phía sau nó tới cũng 3 cam nha các bạn. Phía dưới lại nó có cái phím bảo mật vân tay nha các bạn. Đây phía trước này màn hình nó bị cách xài rơi vỡ bể nứt nó trơn luôn nha các bạn. Màn hình con này vẫn còn hiển thị ok nha các bạn. Nên con này chỉ cần thay mặt kính là ok thôi. Đây mình test cảm ứng cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tiến hành tắt nguồn, mình tháo cái máy thay kính nha các bạn. Để tháo được con này đầu tiên mình phải tháo cái mặt lưng này ra trước nha các bạn. Lưng dòng Samsung A20s này nó thấy nó dán cũng không có chặt nha các bạn. Lưng nó cũng mềm. Các bạn chỉ cần khò nóng các bạn vô mối là các bạn dùng miếng ni lông các bạn đẩy nó đi rất là nhẹ luôn. Các bạn một lần sau khi mình tháo ra xong các bạn. Tiếp theo mình sẽ dặn ốc cố định cái khung sườn lại nha các bạn. Tháo cây sim ra luôn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tháo cái khung máy ra. Đây các bạn, đây là bên trong của máy Samsung A10s nha các bạn. Bây giờ mình tháo cách ly cái pin ra, tháo phím vân tay này ra luôn nha các bạn. Mình tháo cái cụm lo ngoài ra nha các bạn. Vì tháo cái cụm này ra mới khi mà mình tháo màn hình mới lòn được cái dây này xuống nha các bạn.
Đây là cái socket màn hình nha các bạn, à, dây nối màn hình nha các bạn. À, tới đây là mình có thể tháo được màn hình nè. Giờ mình tiến hành tháo màn hình ra nha các bạn. Lắp lại tính tiền sạc không bao bảo hành, chi bảo hành không bao chín. Cả để tiếng gì nó quay lại anh Thảo. Keo viền màn hình cũng cứng lắm nha các bạn. Còn đông
đây các bạn màn hình sau khi mình tháo ra nha các bạn. Giờ mình gắn lại mình test. Sau khi mình tháo ra mình gắn mình test lại xem màn hình còn lên không nha các bạn. Đây các bạn, màn hình sau khi mình tháo ra còn lên bình thường nha các bạn. Đây là mặt kính mới bên mình nha các bạn, mặt kính zin luôn nha các bạn. Có siêu, có màu cầu đầy đủ nha các bạn. Để mình đợi nó khởi động lên mình test lại cảm ứng cho các bạn xem nha. Máy nó mới khởi động lên nó hơi lắc nha các bạn, hơi giật giật á, vẫn ok nha các bạn. Bây giờ mình tháo màn hình ra, mình chuyển qua công đoạn cắt mặt kính vỡ này ra nha các bạn. Rồi mình đặt lên cái bàn cắt, mình cắt mặt kính nha các bạn. Các bạn, giữa cái lớp kính với lại cái lớp màn hình nó có thấy một cùng một lớp keo nha các bạn. Sau khi mình cắt ra mình phải vệ sinh cái lớp keo này để mình ép cái mặt kính mới vô nha các bạn. Bây giờ mình vệ sinh cái phần keo này nha các bạn.
giờ là mình vô keo lên màn hình nha các bạn. Sau khi mình vô keo rồi, bây giờ tiến hành mình đặt kính màn hình rồi mình ép nha các bạn. Còn giờ mình đặt cho máy mình ném. Mà kính với màn hình sau khi mình ép lại nó còn số bọt li ti do bọt keo nha các bạn. Cái này mình bỏ vô máy hấp, mình hấp thời gian tầm khoảng 10 phút nha các bạn. Sau khi mình hấp xong nó hết bọt luôn nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình ráp máy luôn nha. Bây giờ mình ráp màn hình vô sườn lại nha các bạn, mình tiến hành ráp máy luôn.
cố định màn hồ màn hình máy thông trước nha các bạn. Sau đó mình dặn những ốc cố định cái sườn lại nha các bạn. Chiếc cừ ốc đưa cho chiếc cừ, chiếc cừ và chiếc này đó, mình dán tem bảo hành bên mình lại nha các bạn. Giờ mình tháo thun này ra nha các bạn. Tháo thun này ra mình đập cái lưng vô nữa mình hoàn thành nha các bạn. Mình mở màn hình lên mình test lại cho các bạn xem nha. Các bạn màn hình lên sáng đẹp luôn các bạn, cảm ơn, để mình vô cảm ơn các bạn xem luôn. Cảm ơn mượt luôn nha các bạn. Còn vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn quy trình thay kính của con Samsung A20s. Các bạn nào có nhu cầu tới thay các bạn hãy liên hệ với mình nha. Chào tất cả các bạn.